Ở ngày thứ hai của hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc năm 2022, 80 thiết bị của các thí sinh nhóm thí sinh thuộc 26 tỉnh thành dự thi. Được sự hỗ trợ tích cực từ ban tổ chức và trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa Vũng Tàu, các thí sinh nhóm thí sinh dự thi ở ngày thứ hai đã hoàn thành bài thi thuận lợi. Cách bố trí về cơ sở lắp đặt thiết bị phục vụ thí sinh và nhóm thí sinh dự thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc năm 2022 của trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa Vũng Tàu được lãnh đạo Bộ Lao động Thương binh Xã hội và các đơn vị dự thi đánh giá cao. Tôi cũng gửi lời cảm ơn tới hội thi, tới ban lãnh đạo nhà trường đã có tạo điều kiện thuận lợi để cho cái đoàn tôi ở xa tới được tham gia một cách thuận lợi nhất. Ban tổ chức địa phương đã hỗ trợ các đoàn hết mức, chu đáo, nhiệt tình. Và có lẽ đây là một kỳ thi có một cái ban tổ chức địa phương hỗ trợ các đoàn tốt nhất. Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc năm 2022 có 381 thiết bị. Đăng ký dự thi ở ngày thứ hai có 80 thiết bị, được thuyết trình về công năng, tiện ích, cách sử dụng trước hội đồng giám khảo. Trong số này có nhiều thiết bị ứng dụng trí tuệ nhân tạo, được áp dụng trong đào tạo để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao như thiết bị điều khiển nhà thông minh dùng điện gió, điện mặt trời, giám sát thông số môi trường nước trong nuôi trồng thủy sản, phân loại sản phẩm theo màu sắc ứng dụng công nghệ phục vụ dạy học, thiết bị quậy lạnh thương nghiệp, thiết bị tự động hóa trục tải giếng đứng mỏ hầm lò, thiết bị kỹ thuật điện tử cảm biến ứng dụng trong tự động hóa. Mô hình của chúng tôi là hướng tới cái việc đào tạo các thiết bị điều khiển thông minh và sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo từ thiên nhiên để tạo ra nguồn năng lượng điện cung cấp cho các thiết bị điện. Mô hình này sẽ giúp cho sinh viên sau khi học xong thì có thể là sẽ vận hành cũng như điều khiển được các hệ thống lạnh trong các quầy siêu thị. Thiết bị năm nay thì tôi thấy về mặt trình độ công nghệ cũng đã đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường lao động. Cái thứ hai nữa là chất lượng thiết bị năm nay rất cao, hình thức, mẫu mã, tất cả những cái thiết bị làm được chọn những cái vật liệu rất đẹp, hình thức đẹp, tạo hứng cho người học. Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ 7 năm 2022 còn tiếp tục diễn ra đến hết ngày 14 tháng 10 năm 2022.